các bài tập bổ trợ lực tay giúp anh em hít xà đơn ngon lành hít xà là một trong những bài tập xây dựng sức mạnh cho cơ tay và xô tốt nhất nhưng có nhiều anh em không hít nổi một rep vì sao vậy tôi thấy nhiều ông cứ thấy cái xà đơn ở bất cứ đâu là lao vào với mong muốn hít chục cái cho đã nhưng ngặt nghèo ở chỗ vừa hít một hai rep là các ông đung đưa như chuông lắc đồng hồ mà không thêm được cái nào nữa Lý do vì việc hít xà đơn đòi hỏi anh em phải có lực tay mạnh, ông nào tay yếu là nhiều khi không thực hiện nổi một rep luôn chứ nói chi là lên được 10 cái, để anh em tự tin khoe cơ sô. Tự tin đu người trước mặt phái nữ tôi giới thiệu vài bài tập bổ trợ để anh em tập luyện đây, bài tập này sẽ tăng độ linh hoạt của vai, tăng sức mạnh của lưng trên, vai sau và tay. Đây là những nhóm cơ chính sẽ đóng góp vào khả năng hít xà của anh em ta nên dĩ nhiên là chúng phải khỏe mới được bài nằm trên sàn kéo người trước hết, lau sàn cho sạch sẽ đã. Các bài tập này bắt buộc anh em phải trượt lên xuống trên sàn khá nhiều đấy, nằm sấp duỗi thẳng tay và chân, khoảng cách tay và chân rộng hơn vai, lòng bàn tay úp và mũi chân trống trên sàn. Dùng lực từ cẳng tay kéo cả thân người trượt lên, giữ tư thế một nhịp, siết chặt hai vai sau rồi mới trượt xuống, để tăng thêm độ khó, anh em hãy thực hiện động tác bằng một tay. Bài tập cũng không quá khó đúng không nào, số set và rep tập cao thấp thế nào thì tùy khả năng của anh em, tập càng nhiều thì lực càng mạnh thôi. Bài kéo xô bài tập này chẳng những tác động lên cơ lưng mà còn giúp cho cơ xô và vai khỏe hơn. Như tôi đã đề cập ở trên thì đây là những nhóm cơ tham gia vào bài hít xà nên chúng càng khỏe thì anh em càng tập được nhiều rep hơn, khuyến nghị anh em nên tập 15 rep set. Bài kéo người đây là bài tập kéo người đơn giản và dễ thực hiện tuy nhiên sẽ giúp tăng sức mạnh cho cơ tay hữu hiệu, ngoài ra Tay cũng quen với áp lực kéo người nên dần dần sẽ đủ lực để kéo cả thân người anh em lên xà. Anh em nhớ trụ vững hai chân trên sàn, kéo ngực đến gần sát đòn tạ rồi mới hạ người xuống nhé. Bài cuốn tạ đơn bài tập quen thuộc giúp tăng kích thước và sức mạnh cho tay trước. Anh em hãy nhớ xoay lòng bàn tay khi cuốn tạ lên ngang vai, như vậy sẽ giúp cho con chuột to và tròn đều hơn. Khi đã tập đủ số set dự định, hãy tập thêm một set nữa với mức tạ nặng hơn anh em đang tập với chỉ khoảng từ 5 tháng 6 rep để kích thích cơ thích ứng với mức tạ nặng. Nếu tăng tạ mà chỉ tập được một hoặc hai rep cũng không sao, quan trọng là không để chấn thương, từ từ anh em cũng có thể tập nặng hơn thôi, nên nhớ rằng, dục tốc bất đạt nhé. Bài treo người anh em đừng nghĩ bài này không có tác dụng nhé, nó sẽ kéo giãn lưng vừa giúp nhóm cơ này linh hoạt hơn vừa giúp dáng đi thẳng hơn. Tay sẽ phải phát triển để thích ứng với áp lực treo người và cổ tay cũng khỏe hơn, đôi tay đầy sức mạnh thì chinh phục xà đơn là điều dễ dàng, anh em nên treo người ít nhất là 30 giây những bài tập này rất đơn giản anh em đừng bỏ qua trong lịch tập hoặc có thể dành hẳn một buổi tập cho chúng hãy cố gắng tập để đạt được mục tiêu của mình nhé